Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2020 sẽ mở đầu bằng những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới. Trên thế giới, tính đến 7 giờ 12 phút sáng ngày 6 tháng 4 giờ Việt Nam, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới đã có trên 1.272.700 người bị nhiễm COVID-19, trong đó trên 72.300 người là ca mắc mới, con số tử vong là 69.400 người, số đã hồi phục khoảng 261.400 người. Đáng chú ý, con số tử vong nhiều nhất trong ngày hôm qua ngày 5 tháng 4 trên thế giới, đứng đầu vẫn là các quốc gia, Italia trên 15.300-600 ca, Tây Ban Nha trên 11.900 ca, Mỹ trên 8.400 ca. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính 7 giờ ngày 6 tháng 4, Việt Nam có 241 ca nhiễm. Một trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện trong chiều qua là bệnh nhân nam 20 tuổi, thường trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, trở về Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay số hiệu VN0050. Trong ngày hôm qua, 5 tháng 4, nước ta đã có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh đến nay là 91 người, chiếm 38% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam. Các địa phương có nhiều người mắc dịch COVID-19 chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Con số thống kê lần lượt, Hà Nội 106 ca, thành phố Hồ Chí Minh 53 ca, đứng thứ ba là tỉnh Vĩnh Phúc với 12 ca. Tỉnh Cao Bằng nằm trong số các tỉnh đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 4 tháng 4, Ban chỉ đạo quốc gia đã xác định dịch COVID-19 đang ở cấp độ 3. Các địa phương căn cứ vào kế hoạch mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia và tình hình cụ thể của từng địa phương để xây dựng kế hoạch ứng phó cho phù hợp và chuẩn bị phương án trong trường hợp dịch lan rộng. Tại các quốc gia Đông Nam Á, theo trang web chuyên về thống kê số liệu, tính đến 16 giờ ngày 5 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Bộ Y tế Lào đã xác nhận thêm một ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 11 người. Đặc biệt, bệnh nhân thứ 11 là người nước ngoài đầu tiên được ghi nhận mắc COVID-19 tại Lào. Malaysia, quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất Đông Nam Á, con số thống kê cuối ngày hôm qua 5 tháng 4 là 3.662 người mắc, có 61 người đã tử vong. Tại Philippines, số ca nhiễm đã tăng lên 3.246 người sau khi có thêm 152 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong cũng tăng lên 152 người, đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Campuchia có tổng cộng 114 ca mắc COVID-19, trong đó có 50 bệnh nhân đã hồi phục, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 tại quốc gia này. Tình hình dịch bệnh tại các nước trên thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện lãnh đạo các quốc gia vẫn đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để ngăn chặn sự lây lan và khống chế dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc Bộ cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30 tháng 4. Bộ cũng yêu cầu các ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường công tác quản lý nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để chủ động các phương án chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến khi có dịch bùng phát, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các địa phương, cơ quan liên quan, rà soát lại kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về xây dựng thiết lập bệnh viện dã chiến. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các địa phương, cơ quan liên quan, rà soát lại kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về xây dựng thiết lập bệnh viện dã chiến, trong đó đề xuất bổ sung các địa điểm phù hợp để bố trí xây dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Trước mắt tập trung các địa điểm, nhất là tại hai trung tâm đô thị lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo phòng chống dịch COVID có hiệu quả trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2020. Chính phủ Lào đã đóng cửa hoàn toàn tất cả các cửa khẩu quốc tế đang hoạt động, tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện vận tải hàng hóa và xuất nhập cảnh trong trường hợp khẩn cấp. Biện pháp này được áp dụng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2020.
Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Bộ Ngoại giao Lào thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn về việc triển khai nhiều biện pháp toàn diện nhằm phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin và lưu ý công dân Việt Nam như sau. Chính phủ Lào đã đóng cửa hoàn toàn tất cả các cửa khẩu quốc tế đang hoạt động, tuyệt đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện vận tải hàng hóa và xuất nhập cảnh trong trường hợp khẩn cấp. Biện pháp này được áp dụng từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2020. Chính phủ Lào đã đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020. Chính phủ Việt Nam đã tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Việc tạm dừng nêu trên được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Lào, thường xuyên cập nhật quy định của hai nước. Tiếp theo là những thông tin phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 07 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm qua ngày 5 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 âm lịch, tại chợ phiên thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, lượng người đi chợ đã giảm đáng kể. Chợ phiên thị trấn Nước Hai vốn là nơi diễn ra các hoạt động giao thương, trao đổi, mua bán hàng hóa, là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Vì vậy, mỗi phiên chợ thu hút rất đông nhân dân đến tụ họp, mua bán. Chợ phiên ngày 13 tháng 3 âm lịch đã không đông như mọi lần, chỉ có số ít người dân đến chợ mua những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống hàng ngày. Các mặt hàng ở chợ cũng chỉ bày bán một số mặt hàng theo quy định. Trong ngày chợ phiên, thị trấn đã thành lập các chốt kiểm soát chặt chẽ việc ra vào chợ, phân luồng những mặt hàng thiết yếu được phép bán, nhắc nhở người dân không đi xe máy vào chợ, hạn chế số lượng người đi vào chợ, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường, không tập trung đông người, tránh nguy cơ lây dịch bệnh theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 4 tháng 4, Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải tổ chức thăm và tặng quà các y bác sĩ, chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm dịch COVID-19 huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lâm. Trực tiếp đến thăm các y bác sĩ và chiến sĩ đang trực tại các chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc các điểm chốt quốc lộ 4C thuộc địa phận xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, chốt giáp danh giữa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Bảo Lâm và điểm chốt 212 Phía Đén, huyện Nguyên Bình. Các đoàn viên thanh niên chia sẻ động viên những khó khăn vất vả, sự cố gắng của các cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch. Đoàn trao tặng 15 thùng mì tôm, 60 hộp thịt, 30 kính bảo hộ chống tia bọt cho 3 chốt kiểm dịch. Những món quà hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên rất ý nghĩa, tiếp thêm động lực để lực lượng ở chốt kiểm dịch yên tâm công tác, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, đoàn thanh niên Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra trên các tuyến đường thuộc sở quản lý trong thời điểm diễn biến phức tạp của thời tiết, dễ làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng như tuyến quốc lộ 34 hướng đi huyện Nguyên Bình đến Bảo Lâm. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên về công tác tuần tra kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các điểm sụt lở, đất đá sâu, cống rãnh bị tắc, công trình đường bộ bị hư hỏng trong thời điểm mưa lũ để báo cáo lãnh đạo sở có biện pháp sửa chữa khắc phục ngay. Ngày 5 tháng 4, Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức tặng quà Trung tâm Y tế các huyện Hà Quảng, Thông Nông và Hòa An. Đoàn đã trao tặng cho 3 đơn vị, tổng cộng 20 thùng sữa Fami, 150 lọ vitamin C sủi. Công ty Dược phẩm và Vật tư Y tế Phương Anh tặng mỗi đơn vị số tiền 5 triệu đồng. Chi đoàn Liên Trung tâm Sở Y tế tặng 100 chiếc mũ bảo hộ chống giọt bắn do đoàn viên chi đoàn tự thiết kế cho Trung tâm Y tế huyện Hòa An. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đồng hành tiếp sức nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19, được Sở Y tế phối hợp cùng Công đoàn ngành Y tế tổ chức thực hiện. Theo đó, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức triển khai, trao tặng cho các trung tâm y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, học trực tuyến là giải pháp được nhiều trường lựa chọn khi học sinh đang nghỉ học do dịch COVID-19. Tuy lượng kiến thức không nhiều, nhưng dạy học trực tuyến sẽ giúp học sinh bước đầu được tiếp cận với công nghệ thông tin, duy trì sự tương tác giữa phụ huynh, nhà trường và học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh. Trường mầm non mùng 1 tháng 6 là trường đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai dạy học trực tuyến cho lứa tuổi mầm non. Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp, thời gian nghỉ học của học sinh có thể vẫn kéo dài. Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định phối hợp với đơn vị VNPT Cao Bằng triển khai ứng dụng học trực tuyến VNPT e-learning cho toàn bộ cấp học từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Ban giám hiệu nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm giáo viên xây dựng kịch bản dạy học theo từng lứa tuổi.
Trong giai đoạn 1, chủ yếu ôn tập kiến thức cũ, nếu hiệu quả sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, vừa ôn tập vừa triển khai các hoạt động mới. Thời gian nghỉ dịch của các cháu thì vẫn còn kéo dài, trong thời gian sắp tới thì các học sinh vẫn còn tiếp tục nghỉ học. Thế để mà thực hiện cái nội dung mà có những cái nội dung cho các cháu được thực hành cũng như ôn tập tại nhà thì ban giám hiệu nhà trường cũng như là một nhóm các cái nhà giáo của trường mầm non và giáo chúng tôi cũng có cái ý tưởng xây dựng những cái hoạt động ôn tập cho các cháu dựa trên cái phần mềm trực tuyến e-learning của VNPT Cao Bằng cung cấp. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho giáo viên của các tổ khối xây dựng các cái bộ môn song song với ở lớp thì các cháu được học bộ môn gì thì chúng tôi cũng tổ chức những cái hoạt động trực tuyến như vậy để mà tổ chức cho các cháu có những cái nội dung ôn tập tại nhà. Và cái điều mà chúng tôi mong mỏi nhất thì là chúng tôi rất là mong được là phụ huynh đồng tình ủng hộ, tức là phụ huynh phối hợp với chúng tôi và cách dạy dỗ cho con em mình như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mong muốn rằng là cũng cho các bé mầm non của chúng ta tiếp cận một cái mô hình học tập mới mà tương lai sau này thì chắc chắn các cháu sẽ còn phải tiếp tục tiếp cận với mô hình này, đó là chương trình học tập trực tuyến. Đấy. Thế còn khi mà thời gian mà các cháu quay trở lại học rồi bình thường rồi ấy, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình học trực tuyến này để cái thứ nhất để hỗ trợ phụ huynh trong cái vấn đề là tương tác với con tại nhà sau các cái bài học mà cô dạy trên lớp. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng là cái chương trình chúng tôi sẽ được mọi người ủng hộ. Với hình thức học trực tuyến, học sinh sẽ được trải nghiệm hình thức học mới một cách bài bản với những nội dung gần gũi sinh động. Riêng với cấp học mầm non, do lượng kiến thức không nhiều, hình thức học lại yêu cầu phải có sự đáp ứng về thiết bị công nghệ của nhà trường, cũng như sự tham gia tương tác, hỗ trợ của phụ huynh học sinh, nên nhiều trường vẫn còn băn khoăn với phương pháp dạy này. Do đó, để triển khai thực hiện, cũng cần sự nhiệt tình, tâm huyết của giáo viên, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn bước đầu để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả. Bản tin 9:10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.